Đau hả? Đau. Đau là đúng rồi đó. Anh vẫn vô thương người ta vậy mà anh muốn tôi không đau hả? Anh tính trả thù tôi đúng không? Sức khỏe tốt, đường may cũng khá đẹp, nhưng cô nhớ phải cẩn thận, đi đâu mang theo thuốc và uống đúng giờ nghe chưa? Và dạ gì nữa? Nhớ không được ăn gì cho tới khi thả bom giòn tan. Nhưng mà sao tôi không ăn gì cho được? Tôi phải ăn phải no chứ, nếu mà tôi nhịn đói. Yên tâm đi, không sao đâu, cô sẽ làm được. Nhìn mặt của cô là tôi biết cô sắp thả bom rồi. Nhìn mặt biết gì? Gọi là thầy bói hay sao mà anh nhìn mặt anh biết tôi có thả bom hay không? Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Chúc mừng anh, tiêu quá tốt, ý thức tội. Anh nhìn anh nói cũng thú vị quá ha. Thú vị cái gì? Có gì đâu mà thú vị. Người bị cục thô lỗ muốn chết. Đúng rồi, anh ta mà so với anh thì làm sao có cửa được. Cửa cái gì? Anh mới là tổm á. Thấy ghê quá à. Tại em chưa nhận ra vẻ đẹp của anh đó. Còn hai người nữa, đi thăm bệnh cái kiểu gì á? Thăm bệnh không mua cho người ta ăn vô đây ăn uống hết đồ đạc của người ta nữa. Thì bây giờ đi mua. Ca phẫu thuật rất là thành công. Cô có thấy khó chịu ở chỗ nào không vậy? Dạ thưa bác sĩ, em thấy có một chỗ rất là khó chịu. Vậy cô thấy khó chịu ở đâu? Bác sĩ Sĩ hả? Bác sĩ Sĩ, cậu đã làm gì ảnh hưởng tới bệnh nhân vậy? Dạ thưa trưởng khoa, em có làm gì đâu. Bác sĩ Sĩ, bác sĩ cũng nói không làm gì nữa hả? Bác sĩ trưởng khoa biết không, hồi nãy á chỉ có bác sĩ Sĩ lấy cái tay nhấn vô vết thương của em, nhấn mạnh thiệt mạnh mà em chịu không nổi luôn á bác sĩ trưởng khoa. Xong bác sĩ Sĩ còn hỏi là cái sao cô có thấy đau không, xong kia em mới nói là có đau lắm. Xong á bác sĩ Sĩ nói là tất nhiên là phải đau rồi, còn cười nhét mép lên á. Em không biết bác sĩ Sĩ muốn gì ở em nữa bác sĩ trưởng khoa ơi. Cô, bác sĩ Sĩ, chuyện này là thế nào? Dạ thưa trưởng khoa, trưởng khoa đừng có tin cổ. Nè, cô giữ nghề quá đáng rồi đấy nha. Bác sĩ Sĩ, sau giờ thăm bệnh, cậu đến văn phòng gặp đi tôi một lát. Cô yên tâm, tôi sẽ đặc biệt lưu ý trường hợp này. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Em chỉ tin tưởng mỗi mình bác sĩ trưởng khoa thôi. Làm gì vậy? Đừng có nhắm vô vết thương của tôi nữa. Chào cô. Lúc nãy cảm ơn cô nha. Nhờ cô mà tôi được bác sĩ trưởng khoa tặng cho bài giảng đạo đức 30 phút. Phần thưởng á là trực phòng cấp cứu. Mấy cái đó cũng bình thường thôi, so với những cái gì anh làm cho tôi thì đâu có đáng là gì. Con nít vậy luôn hả? Ừ, tôi con nít vậy đó, cho nên cưng đừng có hòng mà chọc chị. Cưng còn non lắm. Alo tôi nghe nè. Sao? Gia mộ biến mất hả? Trước khi mổ tôi vẫn còn thấy nó mà. Không lẽ tôi để trong bụi bệnh nhân thôi ta? Ờ, được rồi, tôi sẽ tìm kỹ lại. Chẳng lẽ tôi để quên trong bụng cô Diễm My à? Ờ, tôi hiểu rồi. Chuyện này giấu kín nghe chưa? Chuyện này tôi cũng không biết. Ờ, tôi cảm ơn. Chuyện này thôi nha. Cái gì vậy? Cô nghe lén hả? Mới nói gì vậy? Nói gì? Anh mới nói anh để quên giao mổ. Giao mổ nào? Anh mới nói tức thì nè, anh tính giấu tôi đúng không? Anh để quên giao mổ trong bụng nè. Có chuyện gì phải giấu? Tôi mắc mới phải giấu cô. Thôi nha, cô á đang bệnh như vậy, giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Hey.
hoàng đã quên giao mổ cho bụng mình mà trời. Ô ông sĩ, sao ông tắt máy vậy? Tại vì tôi không muốn nghe trưởng khoa cằn nhằn. Bác sĩ Trung muốn gặp ông kìa. Chị My, chị My. Hai đứa tới rồi hả? Dạ. Dạ. Chị sao rồi chị? Chị vết mổ của chị đỡ chưa? Rồi, chị đỡ rồi. Tụi em xin lỗi chị nha. Tụi em không có mua gì được cho chị hết đó. Trời ơi, khùng quá à. Hai đứa tới thăm chị là chị vui lắm rồi đó. Nhưng mà cái khoai lang này chị, chị ăn đi. Cảm ơn em nha. Ê, mà đồ chị dặn em đem á, em có đem tới không? À, dạ, có nè chị. Mà chị cần cái này chi vậy? Tại vì có người hại chị á. Ai hại chị? Bác sĩ. Cái gì? À, vô đi. Dạ. Sao rồi anh? Có kết quả chưa? Chắc là một hai ngày gì nữa. Phiền anh giúp đỡ nha. Miễn là khao anh một chầu là được rồi. Chuyện nhỏ. Ủa? Mà bệnh nhân đó với em có quan hệ gì vậy? Cũng là người quen biết thôi. Phòng 904 phải không? Dạ đúng rồi. Cô có nhận được kết quả kiểm tra của mình chưa? Kết quả kiểm tra gì vậy bác sĩ? Về ruột kết của cô đó. Ruột kết hả? Thôi để bác sĩ sĩ sẽ phổ biến rõ hơn với cô. Nhưng mà thôi cũng đừng có lo. Sau này cứ mỗi 3 tháng cứ đến bệnh viện kiểm tra một lần được rồi. Anh Trung. Ủa sĩ, em chưa nói kết quả cho bệnh nhân biết hả? Dạ tại vì em có việc ra ngoài một chút. Bây giờ em nói nè. Thôi anh đi trước nha. Nhớ khao một chầu. Em nhớ rồi. Đi luôn vậy? Dạ. Chưa nghe kết quả mà đi đâu? Nãy nghe bác sĩ nói sơ sơ rồi. Cái gì vậy? Nghe kết quả sức khỏe của mình quan trọng gì mà nghe sơ sơ là sao? Bác sĩ nói sơ sơ nhưng mà tôi nghe rõ ràng lắm. Ràng lắm rồi, trời ơi, đừng có nói nữa. Ê, cái gì vậy? Xuất viện. Gì vậy? Tôi mua cháy cho cô nè. Về nhà. Ê, cái gì? Xuất viện rồi, nhanh lên, chạy. Thank you.
quẹo quẹo vậy vậy? Mặt nào bây giờ ta? Kể tôi nghe coi, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên đúng không? Đâu đây được không? Thôi nhìn già quá à, lấy khác đi. Trước giờ hai người chỉ là bạn thôi, hôm nay á chính thức là buổi hẹn hò đầu tiên đúng không? Ê, áo hoa này cho tươi ha. Nhìn xến quá à, lấy khác đi. Bộ á, ổng chỉ dắt bồ đi ăn thôi hả? Không dắt bồ đi ăn, cà phê, xem phim. Đi làm ra đã trễ lắm rồi, đi ăn á là tới khuya luôn rồi. Thời gian đâu mà đi xem phim, mà đi đâu thêm được nữa. Tình yêu về đêm á ha, hai người sẽ cùng nhau đi ăn, sau đó đi xem phim và uống cà phê. Và sau đó chàng sẽ đưa nàng về rồi hai người sẽ cùng nhau. Ôi, cái bà này ghê quá. Ê, hay là cái đầm này nha, cho đơn giản, thanh khiết, trong sáng. Nhìn cũng được. Đúng là tình yêu khiến người ta khờ dại. Khu thời trang cũng khờ dại theo luôn. Thế anh tới vui vậy luôn hả? Tính nhào ra ôm đúng không? Ừ, vui lắm. Tại ngồi đợi anh cả buổi luôn, đói bụng muốn chết cho nên thấy anh tới mừng vậy lắm. Em muốn ăn gì? Gần đây có lẩu không ta? Sao tự nhiên thèm lẩu ghê luôn á. Lẩu hả? Hình như là có. Ừ, thì đi ăn lẩu ha. Mặt em dính gì vậy? Mặt em đâu dính gì đâu. Hình như mặt em bị phù. Em ngủ nướng cả ngày đúng không? Đâu có. Sao bị phù á? Không có đâu. Tay em cũng bị phù hả? Sao em bóp bóp rồi vậy? Thôi em đâu có bị phù gì đâu. Thôi mình đi ăn đi, em đói bụng quá à. Đi, đi ăn nha. Nghe anh nói nè. Hả? Dạo này em thấy trong người không được khỏe đúng không? Rồi hay bỏ bữa đúng không? Em thấy trong người em hoàn toàn bình thường, không có gì hết trơn, em ăn được, ngủ được. Vậy mà mình đi ăn được chưa? Em đói bụng lắm luôn á, anh đừng có coi là bệnh nhân của anh nữa được không? Đi ăn hả? Hả? Ồ, vậy mình vô căng tin bệnh viện ăn nha. Em sao hẹn nhau đi ăn uống mà tự nhiên bắt em đi đây làm chi vậy? À, bây giờ trước khi đi ăn á, mình làm một mẫu kiểm tra nhỏ rồi mình đi ăn nha. Kiểm tra cái gì nữa? Nè, em vô trong nhà vệ sinh á, em lấy nước tiểu đi để anh xét nghiệm rồi mình đi ăn. Thôi tự nhiên em không lấy đâu. Nè, nghe lời anh đi, lẹ lên nhanh lắm. Thôi ở đây là bệnh viện, anh là bác sĩ, em nghe không rõ hả? Ủa sao tự nhiên anh dắt em vô đây, anh là bác sĩ rồi anh là kêu là bệnh nhân của anh chi vậy? Nghe lời anh đi, mình xét nghiệm mà nghe anh dặn nè, chỉ lấy 3/4 thôi nghe chưa? Mà để cho kết quả tốt nhất á, em bỏ nước đầu, anh lấy nước giữa thôi, hiểu chưa? Dạ đi. Không lấy đâu. Ngoan nghe lời anh đi, anh đói bụng lắm mình nè. Mọi người trong đó cũng đang đói bụng lắm á. Đi, lẹ, ngoan. Nha, nhà vệ sinh luôn đó đó. Anh bị bệnh nghề nghiệp hả? Đi đi, nghe lời anh mà. Nhớ nha, bỏ nước đầu, lấy nước giữa thôi. Sao vậy? Hẹn hò thành công hả? Hẹn hò cái gì? Nghĩ sao lần đầu tiên đi chơi với nhau dắt tôi vô bệnh viện lấy nước tiểu tôi kìa. Cái gì vậy? Cô, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. À. Anh xin lỗi vì đã bắt em ăn cơm ở bệnh viện. Ngày mai anh sẽ đãi em một bữa lẩu thật ngon nha. Cái gì mà ngày mai đã tôi đi ăn lẩu hả? Mai đi ăn lẩu biết lấy gì cho người tôi nữa nè. Đi đâu nữa? Em tới rồi. Em tới rồi hả? Em muốn gì? Nước cam. Để anh chút nha. Nước cam của em nè. Cảm ơn anh. À, có kết quả xét nghiệm của em rồi nè. Khoan nữa. Sao khoan? Em có bị bệnh hiểm nghèo không? Không. Nếu không thì thôi, từ từ coi cũng được, không sao hết á. Em đang đói bụng, em muốn chừng nào đi ăn xong rồi em coi. Đơn giản mà,
kết quả của em chỉ là... Kết quả em sao cũng không quan trọng. Tại vì em đang rất là đói bụng, em muốn đi ăn, xong rồi em mới coi. Cho dù em có bị gì chi chăng nữa, em cũng muốn một mình em biết thôi, anh hiểu không? Có gì đâu mà ngại, anh thấy hết rồi. Thì mổ được thừa của em, anh cũng là người mổ. Những gì cần thấy, anh cũng đã thấy, cho nên em đừng có bận tâm nữa. Ý anh nói là bây giờ anh đã biết hết, thấy hết rồi chứ gì, cho nên từ đây về sau chuyện gì của em anh cũng sẽ xen vô chứ gì? Ờ, không phải. Ý của anh là anh muốn cho em hiểu, em đừng có bận tâm là anh đã biết hay là thấy gì trên người cơ thể của em. Em mới coi như anh là người yêu, là bác sĩ của em. Có sao đâu, đừng có ngại nữa. Anh vậy là người yêu, anh vậy là bác sĩ. Mà có bao giờ anh quan tâm cảm xúc của người yêu anh như thế nào không? Anh nhìn đi, đây là buổi hẹn hò thứ hai của em với anh á. Bạn của em á, nó nôn, nó không biết em với anh hẹn hò sao, nó nhắn tin cho em liên tục nè. Mà ngày hôm nay tới hẹn hò với anh cũng như lần đầu, anh không có nói gì về chuyện tình yêu tâm sự gì hết trơn á. Anh chỉ nói về chuyện bệnh tình, bệnh viện của anh không, anh bị bệnh nghề nghiệp vừa phải phải thôi. Từ đây về sau không đi với anh nữa đâu, đi chơi với anh gì chán á hả, gì kỳ cục nữa. Không phải, bình tĩnh nghe anh nói cái đã. Buông em ra, anh chịu hết nổi rồi. Anh xin lỗi, bình tĩnh. Buông em ra. Cố gắng. Ủa, có chuyện gì vậy? Cổ bị xương đầu đâm vô mông. Không có chuyện gì, em bình thường, em bình thường. Ông làm em ra ngoài em chơi đi. Đi ra ngoài đi. Nằm im để anh cắt nè. Không sao, có xương đầu em vẫn sống được. Nằm im để anh cắt. Sắp xong rồi. Làm gì vậy? Anh cắt buồn như sao? Đừng có cắt cái quần của em. Bình tĩnh, sắp xong rồi nè. Không có. Còn miếng nữa, rồi. Đừng. Trời ơi, nó đông vậy thì còn gì là mông nữa. Bây giờ cố gắng chịu đau nha. Anh gấp ra nè. Em chịu được rồi, dạ thả em về xã chịu đau nha. Hội đi em được. Trời. Một cây, cố gắng. Cho thuốc tê thêm, cho thêm thuốc tê. Cái này mà cần gì thuốc tê? Thuốc tê. Rồi, im im. Rồi, em lắc nó gãy đi chính rồi nè. Rồi, gãy kệ nó. Thích quá. Rồi, nằm im. Đủ rồi, rồi, hai cây. Còn bao nhiêu cây, em còn bao nhiêu cây nữa? Mười mấy cây nữa à, nằm im đi. Được rồi. Chưa lại kỷ niệm đi. Em nhiên hả? Nó nhiễm trùng bây giờ. Muốn nhiễm trùng được kìa. Đi. Rồi. Ba cây. Bình tĩnh. My. Em chưa đi liền được đâu. Anh đi ra đi. Anh coi nhà anh không quen biết gì em đi. Em sao vậy? Còn hỏi sao vậy nữa. Có bạn gái nào mà hẹn hò với người yêu lần đầu thì bị lấy nước tiểu, còn lần thứ hai thì bị nhổ vật lạ trên mông ra như em không? Nhờ thử nước tiểu nha. Anh đã phát hiện ra thể trạng em rất là tốt á. Anh còn nói gì vậy nữa. Tất cả là cũng tại anh hết trơn á. Nói như anh không dắt em đi thử nước tiểu thì có buổi phẫu thuật ngày hôm nay xảy ra không? Em có bị xương rồng đâm vô của em không? Có sao đâu, anh là bác sĩ mà, em là bệnh nhân. Nhưng anh thấy cũng đâu có sao. Anh không sao, không sao, cái gì. Đâu phải ở đây có mình anh là bác sĩ đâu. Mà hết thấy cái này, thấy cái kia. Người ta em không có thích vậy đâu. Trời ơi, bây giờ thấy trước hay thấy sau gì cũng vậy. Nhờ anh thấy trước rồi cho nên anh phát hiện ra em vẫn tốt, sức khỏe vẫn mạnh mẽ. Thì dám vậy được đó hả? Thử cái mông anh bị gì coi. Em thấy của anh á, anh có dám không, anh dám tự tin vậy không? Em nói gì vậy? Mông anh không bị đau, nếu như mông bị đau anh... Anh cũng cho em thấy nữa. Không sợ đúng không? Không sợ. Mông anh mà đau là anh cho em coi, anh không sợ gì hết. Bình thường, giống như em đau em cho anh coi. Ồ, anh làm cho coi. Em làm gì vậy? Đau mông chưa? Đá gì mà không đau hả? Đau hả? Cho coi mông đi. Thôi, đừng. Cho coi. Anh vừa mới nói mông đau là cho. Đừng, bậy. Này, chỗ làm của anh, bậy. Chuẩn bị phòng cấp cứu lại.
mà lại tuyệt vời thế như giấc mơ mà.